mắc sai lầm nghiêm trọng, Lâm Vĩ Dạ cúi đầu xin lỗi và mong chồng tha thứ. Chồng ơi, em xin lỗi chồng trước và mong chồng tha thứ cho em nếu em không giữ được tự trọng, Lâm Vĩ Dạ nói. Tối 14 tháng 4 vừa qua, tập 3 chương trình Quý ông Đại chiến mùa 2 lên sóng với nhiều tiết mục thú vị. Trong tuần này là sự tham gia của Hương Giang, Lâm Vĩ Dạ, Minh Tú, Anh Thư, MC Thành Trung, Tôi Chỉ Ước Mẹ Còn Ở Bên Mình. Trước khi bước vào các phần thi, MC Thành Trung có yêu cầu 5 chàng trai tham gia chương trình kể về câu chuyện liên quan đến một người phụ nữ đáng nhớ nhất với họ. Chàng trai thứ nhất tên Việt Anh kể, nếu chọn một người phụ nữ cho riêng tôi thì tôi sẽ lấy hình mẫu lý tưởng từ mẹ tôi. Lâm Vĩ Dạ nghe vậy liền đá xoáy. Đó là sự lựa chọn dễ hiểu, mẹ luôn là người phụ nữ đầu tiên của mọi đàn ông. Bởi vậy có một số đàn ông lấy vợ để coi như mẹ vậy, có khi còn hơn nữa. Một số bạn thần tượng bà nội thì còn coi vợ như bà nội. Chàng trai thứ hai tên Minh Vương cũng chọn như Lâm Vĩ Dạ, anh lấy bà nội làm hình mẫu lý tưởng của mình. Chàng trai thứ ba tên Nguyễn Luân cũng chọn mẹ và kể một câu chuyện đầy xúc động. Thần tượng của tôi chỉ có một người thôi, đó là mẹ. Mẹ là người nuôi ba anh em tôi lớn tới bây giờ. Ba tôi mất từ khi còn nhỏ nên chỉ có mình mẹ. Thành ra mẹ lúc nào cũng kiêm luôn cả ba. MC Thành Trung nghe vậy cũng bồi hồi nói, tôi cũng giống bạn Việt Anh và bạn Minh Vương là rất yêu mẹ. Nhưng mẹ tôi bây giờ không còn nữa nên tôi càng yêu hơn. Có gì đó tốt đẹp trong cuộc đời này, tôi chỉ ước có mẹ bên cạnh tôi để hưởng điều đó cùng tôi. Riêng chàng trai thứ tư Quốc Việt lấy hình mẫu lý tưởng là bạn gái cũ của mình, anh kể rằng cô bạn gái đó rất đặc biệt, cô ấy like mọi bức hình tôi chụp, hình đám cưới với các mẫu nữ khác và không ghen tuông. Cô ấy nói em không sợ mất anh, dù ngoài kia nhiều cô gái đẹp, em chỉ cần anh đi làm, mang tiền về cho em là được. Hương Giang nghe vậy liền trêu chọc, cô gái ấy đang đứng ngay cạnh bạn đó, ám chỉ chàng trai thứ năm tên Thế Thịnh, đi giày đôi mặc áo đôi kìa, nhưng cô gái kia mặc váy cưới, còn cô gái này mặc vest cưới. Cuối cùng chàng trai thứ năm Thế Thịnh chọn hình mẫu phụ nữ lý tưởng là chị gái mình, vì người chị đó đã nuôi anh từ lúc bố mẹ ly thân. Lâm Vĩ Dạ chảy máu cam và xin lỗi chồng trên truyền hình vì không giữ được tự trọng. Trước khi bước vào các phần chơi, MC Thành Trung có yêu cầu 5 chàng trai vạch áo khoe múi bụng để thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Yêu cầu này khiến tất cả các cô gái đều xốn xao, há hốc mồm vừa ngượng vừa thích thú. Hương Giang tỏ ra ngại ngùng, tôi ngại lắm, tôi không dám nhìn đâu, và lấy tay che mặt nhưng lại che theo kiểu để lộ hai mắt. Minh Tú thấy Lâm Vĩ Dạ nhìn thèm thuồng liền nói, cho tôi xin ít giấy, tôi còn hứng cho chị Dạ. Rồi để tay dưới miệng đàn chị như kiểu hứng rất dãi chảy ra. Lâm Vĩ Dạ tỏ ra không hài lòng, em làm cái gì vậy, em làm vậy người ta đánh giá chị thì sao, không có gì đâu, các bạn cứ cởi hết ra đi. Sau đó Lâm Vĩ Dạ còn xin mọi người ngừng lại ít phút để xin lỗi chồng. Cô cúi đầu nói, chồng ơi, em xin lỗi chồng trước và mong chồng tha lỗi cho em nếu không giữ được tự trọng. Rồi cô quay sang các chàng trai, các bạn cứ tự nhiên, chồng tôi cho phép rồi. Sau khi các chàng trai vạch áo khoe múi, Lâm Vĩ Dạ bỗng chảy máu cam và tỏ vẻ suýt ngất, làm MC Thành Trung phải đưa giấy thấm máu cam. Riêng Hương Giang còn thú nhận, tôi biết rõ chiều cao và cả số đo 3 vòng của chàng trai số 1 là Việt Anh. Đến bao giờ Lâm Vĩ Dạ mới thôi chế giễu nhan sắc của người yêu cũ? Nhan sắc là nỗi đau lớn nhất của nam diễn viên Hải Anh Đức. Nay nỗi đau đó càng như bị sát muối khi anh bị chính người yêu cũ Lâm Vĩ Dạ lẫn đồng nghiệp Huy Khánh đá xéo ngay trên truyền hình. Lâm Vĩ Dạ và anh Đức là cặp đôi từng có thời gian hẹn hò khi cả hai còn là sinh viên. Tuy nhiên sau này nổi tiếng, mỗi cặp đôi này xuất hiện chung thì lại nảy sinh những pha đấu khẩu mà phần thắng đa số thuộc về Lâm Vĩ Dạ. Người hâm mộ đã từng chứng kiến Lâm Vĩ Dạ nhiều lần chê anh Đức xấu, thậm chí lấy cớ hành hạ anh ở các chương trình truyền hình. Trấn Thành đã không ít lần phải thốt lên, người yêu cũ mà đối xử với nhau không ra gì. Nhưng bà mẹ hai con này vẫn chưa chịu dừng, mới đây tại game show Giác quan thứ 6 trên VTV3. Anh Đức đã phải hẩm hực ra mặt khi bị Lâm Vĩ Dạ đá xéo về vấn đề nhan sắc. Người bạn thân của Trấn Thành đã phải hậm hực ra mặt khi bị người yêu cũ đá xéo về vấn đề nhan sắc. Cặp đôi tình cũ này luôn gây gổ mỗi khi gặp gỡ nhau. Cụ thể, lúc suy đoán về diện mạo của cô gái có biệt danh cô gái đại dương, Lâm Vĩ Dạ có một câu hỏi khiến cho anh Đức chột dạ. Theo anh nghĩ cô gái này có mụn không? Đoán được ý đồ của người yêu cũ, anh Đức khéo léo chuyển đề tài. Anh nghĩ là khi nói về phụ nữ thì mình đừng nói quá chi tiết, vì dù gì họ cũng đã make up cho nhan sắc của mình tươi sáng hơn đúng không? Tuy nhiên Lâm Vĩ Dạ cũng không phải dạng vừa. Nữ MC 5 lần 7 lượt hỏi khó khiến anh Đức thẳng thắn đề nghị, em à, em đừng có mượn những người khác để quay về đá xéo anh. Đến lúc này Lâm Vĩ Dạ mới thôi tìm cách chọc ghẹo người yêu cũ.
Tưởng câu chuyện nhan sắc của anh Đức đã dừng lại tại vòng 1, nhưng đến vòng tiếp theo, nam diễn Miên Hài lại bị chính người bạn Huy Khánh của mình đâm thọt. Đối tượng khơi lên câu chuyện lại là cô gái Đại Dương. Tên thật của cô nàng là Bích Kim, có nghề nghiệp là chuyên viên nói mi. Khi suy luận về nghề nghiệp của cô thông qua tiết mục biểu diễn, đính hài cườm lên tranh vẽ, Huy Khánh có nhắc khéo anh Đức, anh đoán có thể bạn này làm trong viện nặng mụn. Chi tiết trong mức này vì không thể nặng ra được nên bạn mới gắn vào trở lại. Anh Đức hay đi nặng nên chắc đã từng gặp bạn này rồi nè. Không trở tay kịp, anh Đức chỉ biết bình luận, giác quan thứ 6 của Huy Khánh thật là lạ lùng. Hết tình cũ chọc ghẹo, nam diễn viên hài anh Đức lại bị chính người bạn Huy Khánh của mình đâm thọt. Tuy bực tức vì liên tục bị nói xấu, nhưng anh Đức đã giành giải thưởng chung cuộc 10 triệu đồng một cách thuyết phục. Với chiến thắng này, mọi người phải nhìn nhận rằng giác quan thứ 6 của anh Đức cực mạnh. Chia sẻ trong chương trình, anh Đức cũng kể một lần đi chơi với bạn gái và linh cảm thấy điều không hay. Có một lần anh Đức cùng cô bạn gái hẹn hò siêu thị, đang đi trên đường, bất ngờ mình cảm thấy lạnh sống lưng và có cảm giác khó tả. Ngay sau đó một nhóm người trông khá dữ tợn đi ngang qua, cảm giác lạ lùng trong mình là trỗi lên mạnh hơn. Vài phút sau khi bạn gái hỏi mượn điện thoại thì mình phát hiện nó không còn nữa. Lúc ấy anh Đức chắc chắn mình vừa bị nhóm người này móc túi. Ban đầu khi nghe xong câu chuyện này không ai chịu tin anh Đức, thậm chí Lâm Vĩ Dạ còn nghi ngờ chính nam diễn viên hài là người thông đồng với nhóm người kia để đánh cắp điện thoại của cô bạn gái. Huy Khánh và Trương Thế Vinh cũng đồng ý quan điểm này. Huy Khánh còn diễn lại tình huống một cách hài hước. Giờ đây ai cũng phải công nhận sự thật là anh Đức có trực giác không thua kém phụ nữ, và nỗi oan ở đầu chương trình cũng được giải quyết một cách thuyết phục. Huy Khánh chia sẻ câu chuyện được báo mộng, sẽ mất đồ một cách kỳ lạ. Có một đêm Huy Khánh đang ngủ thì thấy có người báo mộng là ngày mai sẽ bị mất một thứ rất quan trọng. Ngày hôm sau, Khánh sợ quá nên không ra ngoài. Nhưng mà cái đồng hồ do vợ tặng bỗng biến mất một cách lạ kỳ, đến bây giờ Khánh vẫn chưa tìm lại được. Hai nam diễn viên đều kể câu chuyện bị mất đồ và linh cảm khó tin của mình trên sóng truyền hình. Kiếm 10 tỷ một năm, Hồ Quang Hiếu lộ bí quyết mua đất khiến dân mạng ngã ngửa. Chia sẻ của Hồ Quang Hiếu khiến nhiều người tò mò về khối tài sản mà anh đang sở hữu. Trang cá nhân của nghệ sĩ nổi tiếng ngoài việc chia sẻ hình ảnh đời thường còn là nơi tâm sự giao lưu với fan. Mới đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã có một cuộc trò chuyện thổ lộ khá dài sau nhiều lần bị người hâm mộ đặt câu hỏi làm ca sĩ mà sao mua được nhiều đất đến vậy. Trước khi mở lòng, ca sĩ Con Bướm Xuân khẳng định anh không thích khoe khoang mà chỉ muốn chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân để giúp ích cho những người quan tâm. Ngoài ra, Hồ Quang Hiếu cũng phủ nhận việc anh trúng số nên mua được đất. Nam ca sĩ cho biết, trong 3 năm qua, tôi đã mua được khá nhiều đất, chủ yếu ở các khu trung tâm của nơi tôi sống. Ngoài ra, vì có sở thích đi du lịch, chụp ảnh và thích sống ảo, nên tôi cũng quan tâm đến các vùng đất ven đô. Nhiều người đi mua đất hay chọn những tiêu chí như cơ sở hạ tầng xung quanh, hướng phát triển của khu vực trong tương lai, những nơi có giá đất tăng đều. Riêng tôi ưu tiên mua đất gần nhà vì nó sẽ thuận tiện trong việc di chuyển từ chỗ đất này sang chỗ đất khác. Tôi khá bận nên xem xét và giao dịch rất nhanh gọn, không cần nhắc nhiều về giá cả lắm. Không phải vì tôi nhiều tiền mà thực ra trên một vài giá đối với tôi không quá quan trọng, miễn sao tôi thấy thích. Đặc biệt Hồ Quang Hiếu cũng nhấn mạnh một sự thật gần như ai cũng biết mà hay hiểu nhầm, đó là giá đất khá ổn định chứ không phải bong bóng như báo đài đưa tin. Mấy chỗ tôi mua mấy năm qua vẫn giữ nguyên ở mức 4-50 ngàn Việt Nam đồng một bao. Tôi mua đất về đổ thùng xốp, trồng hoa mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tích tiểu thành đại, nên giờ tôi cũng có kha khá chậu hoa rồi đấy, đơn giản chỉ vậy thôi. Đến đây nhiều người ngã ngửa và phì cười, vì thực chất đất mà Hồ Quang Hiếu nói đến chính là đất mà anh dùng để trồng cây, không phải là một món hàng bất động sản nào. Dù Hồ Quang Hiếu không nổi đình đám trên các sân khấu lớn, nhưng số tiền mà anh thu được khi đi show ở tỉnh, các show lẻ, hát ở bar được cho là không hề nhỏ. Thậm chí tên tuổi của Hồ Quang Hiếu đã và đang nổi bật tại nhiều thị trường hải ngoại. Một số thông tin cho biết, số tiền cachet nam ca sĩ nhận được từ năm 2015 cho mỗi sự kiện góp mặt đã dao động từ 30-35 triệu đồng. Hơn nữa, Hồ Quang Hiếu còn từng chia sẻ vào mùa cưới, có lúc anh hát 10 sảnh tiệc khác nhau trong một ngày. Trước đây, khi chưa nổi tiếng, trung bình một ngày là 400-500 ngàn đồng, hiện giờ cachet của nam ca sĩ đã tăng gấp vài chục lần. Trong nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, dù không phô trương, nhưng những hình ảnh trên trang cá nhân của anh chàng cũng khiến công chúng đoán được mức thu nhập khủng của anh. Trong một bài phỏng vấn năm 2016, ca sĩ Con Bướm Xuân cho biết, sau hơn một năm đi hát, tôi cũng thu nhập khoảng trên 10 tỷ đồng, mua được xe hơi và hai căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tự quản lý đồng tiền mình làm ra, mỗi tháng sẽ phụ cấp gia đình anh em một khoản nhất định.
Sau đó nếu thấy ai có hoàn cảnh khó khăn và có ý chí vươn lên, tôi sẽ giúp đỡ họ. Hiện tại tôi cũng đón mẹ ở quê lên Sài Gòn ở cùng mình và nuôi mấy người cháu đang học đại học ở đây. Ngoài nhà cao cửa rộng, Hồ Quang Hiếu cũng sở hữu xế hộp không phải dạng siêu xe nhưng cũng khiến nhiều người suýt xoa. Hoài Linh mất ngủ trong đêm, quý tử động viên với lời lẽ khiến ai nghe cũng ấm lòng. Chắc tại không có con về nhà thường xuyên hay chăng, để con về thường xuyên hơn cho bố an tâm đi ngủ sớm. Thành Vinh tình cảm nhắn nhủ người bố nổi tiếng. Khoảng 4 giờ sáng, danh hài Hoài Linh chia sẻ dòng trạng thái thu hút sự chú ý trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ than vãn chuyện mất ngủ bằng giọng văn hài hước. Cuộc đời con buồn nhiều rồi, con đã chấp nhận hết những chuyện buồn ấy. Bây giờ con xin thêm một cái buồn nữa là buồn ngủ. Tại sao khó với con như vậy? Hoài Linh tâm sự. Hoài Linh than vãn khi đến 4 giờ sáng vẫn chưa thể chợp mắt. Việc danh hài bị mất ngủ thông đêm khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Dưới phần bình luận, nghệ sĩ hài Vương Dung nhắn nhủ đàn anh nhớ ăn uống nhiều, giữ gìn sức khỏe nhé. MC Nguyên Khang tư vấn, anh Linh nghe nhạc êm dịu kiểu thư giãn trên YouTube sẽ dễ ngủ hơn ạ. Đặc biệt, người hâm mộ Hoài Linh cảm thấy vô cùng xót xa, bởi trước nay danh hài thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu ngủ, mất ngủ, được cho là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể ngày càng hao gầy. Làm nhiều mà ngủ ít là bất ổn đó chú. Con biết chú mất ngủ thường xuyên, chú ráng giữ gìn sức khỏe. Chú cố ngủ đi chú, con thấy chú ốm lắm rồi, con nhìn xót lắm. Người hâm mộ cũng bày tỏ nỗi xót xa. Tình trạng sức khỏe của Hoài Linh trong vài năm gần đây khiến người hâm mộ lo lắng. Gương mặt và thân thể ngày càng hao gầy. Vì chạy show dày đặc nên nam danh hài không tránh khỏi những lúc mỏi mệt. Hình ảnh Hoài Linh thường gắn liền với những khoảnh khắc ngủ gật trong hậu trường các chương trình. Sau khi Hoài Linh buồn bã than vãn chuyện mất ngủ, mới đây con trai ruột của danh hài Võ Lê Thành Vinh để lại lời động viên dưới phần bình luận. Thành Vinh tình cảm chia sẻ với bố, chắc tại không có con về nhà thường xuyên hay chăng, để con về thường xuyên hơn để bố an tâm đi ngủ sớm. Những câu từ chan chứa yêu thương dành cho bố của Thành Vinh khiến ai nghe cũng cảm thấy ấm lòng. Con trai Hoài Linh động viên yêu thương khi bố mắc chứng mất ngủ. Trước đó, Võ Lê Thành Vinh được biết đến là con trai ruột của danh hài Hoài Linh. Phải đến khi Thành Vinh 26 tuổi thì nam nghệ sĩ mới hé lộ hình ảnh con với công chúng. Dù hết sức ngỡ ngàng, nhưng ai nấy đều vui mừng cho Hoài Linh vì có quý tử vừa điển trai lại tài giỏi. Được biết Thành Vinh đang là kỹ sư của hãng hàng không American Airlines. Anh từng vượt qua hàng nghìn ứng viên để có được vị trí như hiện tại. Ngoài công việc kỹ sư, chàng trai sinh năm 1990 còn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Quý tử của Hoài Linh điển trai lại tài giỏi, Thành Vinh đặc biệt rất yêu thương bố.